Sala xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của YouTube Sala TV. Quý tăng ni Phật tử, quý thiền nam tín nữ, những người có tín ngưỡng Phật pháp ở trong và đặc biệt là bà con Việt kiều ở hải ngoại. Ngày hôm nay Sala đủ duyên lành Phật pháp đồng hành với lại cô Ngọc Duyên ở thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang về một ngôi chùa nằm giáp giữa biên giới Việt Nam và Campuchia tại huyện An Phú của tỉnh An Giang. Đó chính là chùa Phước Trường, một ngôi chùa cổ. Và tại đây quý vị có thể thấy phong cảnh của chùa Phước Trường. Ngay bây giờ Sala sẽ vào bên trong chùa để gửi đến cho quý vị những hình ảnh trong chuyến này cô Ngọc Duyên đến đây để chia sẻ những chiếc bánh xèo thiện nguyện trong một buổi lễ giỗ của chùa Phước Trường quý vị nhé. Xin mời quý vị. Ở tại đây quý vị có thể nhìn thấy phong cảnh của chùa Phước Trường, một ngôi chùa nằm ở ven con sông Hậu, cũng là nơi giáp ganh giữa Việt Nam và Campuchia đó quý vị. Một ngôi chùa cổ rất là đơn giản, đơn sơ. Ở tại đây đó quý vị chính là bản di tích lịch sử của chùa Phước Trường, một ngôi chùa được xếp hạng vào ngày 27 tháng 10 năm 2006. Dạ dạ cảm ơn thầy. Dạ. Chú, tại đây có một thư ngõ của chùa Phước Trường đó quý vị. Để Sala cho quý vị thấy một cái phong cảnh bên ngoài nơi đây có tượng của. Dạ Sala TV. Dạ con chào chú. Dạ. Có đủ nơi hết. Dạ chú ở An Phú luôn hả chú? Không, chú ở bên kia. Dạ chờ. Bên cầu Cùng Tiên á. Bên Châu Đốc. Châu Đốc. Dạ. Rồi gặp mày nhiều quá, nhiều phim quá. Con mới từ Sài Gòn về hôm qua. Sao mà biết tin đây? Dạ con đi với lại đoàn cô Duyên đổ bánh xèo á. Rồi rồi. Dạ. Cảm ơn chú nha. Rồi biết rồi, biết mày nhiều lắm. Quá nhiều, quá nhiều. Dạ đúng rồi, dạ. Con mới quay Hà Tiên về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên đây là đài Quan Âm. Quý vị có thể nhìn thấy đài Quan Âm rất là đơn sơ. Quý vị thấy rồi, chỉ là một đài và nhà chùa đã cất bằng sắt và tôn thôi quý vị. Nhưng mà nhìn rất là trang nghiêm. Tượng Phật Mẹ tốt trên vẻ từ bi. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát. Cạnh đài Quan Âm quý vị có thể nhìn thấy nhà chùa tạo một vườn lâm tỳ ni. Và ở đây quý vị chính là một con hạc đứng trên mai của một cụ rùa. Bên đây chính là miếu Vạn Băng Ngũ Hành. Miếu Vạn Băng Ngũ Hành, nơi thờ Diêu Trì Địa Mẫu. Ở cạnh chánh điện của chùa Phước Trường đó quý vị, có một gian thờ Phật Pháp. Ở phía trước gian thờ, Sala thấy có nhiều cái bàn được đặt ở đây. Và trên bàn là những chiếc bánh xèo. Và đó là những chiếc bánh xèo của cô Duyên. Cô Duyên đã cùng với lại nhóm Phật tử trong đoàn của cô đã đến đây hồi lúc tầm khoảng 3-4 giờ rồi quý vị. Đã chuẩn bị các cái khâu để đổ ra những chiếc bánh xèo. Bây giờ các Phật tử cũng như là quý thầy ở đây
ngồi ăn. Và Sala thấy là trên mặt mỗi người đều rất là vui đúng không cô? Dạ. Và cô có ăn bánh xèo chưa cô? Có ăn rồi. Có ăn rồi thì cô lắm. Thấy bánh xèo nó ngon. Ngon thiệt. Hồi đó, quá ngon. Hồi trước giờ là mình thưởng thức cái bánh xèo ngon này được mấy lần rồi cô? Mới có lần thứ nhất. Mới cô đi chùa này nó đâu đi chùa khác đâu mà con. Chùa này có đổ bánh xèo, chùa khác không có đổ bánh xèo. Dạ chùa. Dạ. À, nhưng mà lần trước mấy lần trước thì cô có từng ăn chưa hay là chỉ có bữa nay? À, nhưng mà cái hương vị nó không có bằng, không có bằng. Dạ. Bữa nay ngon. Bữa nay ngon hả cô? Cái hương vị này làm như nó hợp với mình hơn. Dạ. nó có cái vị của An Giang. Tại vì cô đổ bánh xèo á, quê ở Long Xuyên. Dạ. Đúng rồi. Hương vị nó ngon hơn. Dạ. Nó có cái sự tình thân, có sự của đồng hương với nhau nằm ở trong đó, và đặc biệt hơn là gửi gắm cả một tấm lòng của các cô đã từ sáng giờ đã miệt mài đổ ra những chiếc bánh xèo này. Dạ. Cô cho con hỏi là cô ở gần đây không? Dạ, ở trong phòng. Châu Phong. Dạ. Chú có biết Châu Phong không? Dạ biết. Dạ. Chú ở đâu mà chú biết Châu Phong? Ở Sài Gòn. Yeah. Nhưng mà vẫn về An Giang thường, cho nên con vẫn biết Châu Phong. Yeah. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Yeah. Chúc cô khỏe mạnh. Yeah. Gia đạo luôn thịnh hòa. Yeah. Mỗi năm đến chùa Vĩnh, đến chùa Phước Trường đều được thưởng thức những chiếc bánh xèo ngon như vậy nữa cô nhé. Yeah. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ. Bảo Thâu qua mấy cái cảnh. Để ăn bánh xèo đó quý vị. Thì ngoài cái hương bột, ngoài cái vị bột và nhân, thì bên cạnh đó nước mắm cũng rất là quan trọng. Dạ. Chị không sao chị. Dạ không, chị cứ để cho nó đầy chai chị. Cho em hỏi một chút xíu nha chị. Dạ. Nước mắm chị ăn chị thấy thế nào? Ngon. Dạ. Nói chung cái gì cũng ngon. Đừng có quay nữa được rồi. Ăn không. Nhiều lắm quay mất cỡ. Không sao, cái này em làm chương trình cho cái cô đổ bánh xèo. À. Và cổ muốn ghi lại những cái kỷ niệm. Nếu mà nói vậy không thì nói là nước mắm hơi mặn. Hơi đậm đúng không chị? Dạ, hơi đậm. Dạ. Nếu mà hơi đậm thì theo chị, ví dụ như tô nước mắm này thì chị có thể thêm chút xíu đường, chút xíu chanh nữa thì nó sẽ vừa với cái vị của mình. Dạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, hơi mặn tí ha. Chị ở gần đây không chị? Gần, cách đây khoảng 3 cây số. Cách đây 3 cây. Dạ. Dạ. Đây là lần thứ mấy chị thưởng thức cái vị bánh xèo này chị? Mới là ăn ở đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Dạ. Bánh xèo chị có ý kiến nào không? Chị có ăn bánh xèo thì ok. Ok ha. Nhưng mà chị có nước mắm thôi. Thêm miếng đường, miếng chanh nữa. Dạ. Đó. Rồi, em sẽ ghi nhớ điều này. Để mỗi lần sau cái này là góp ý nha. Không, mỗi vị ở mỗi nơi khác nhau. Tại vì đoàn của em đi cũng nhiều tỉnh lắm. Có tỉnh người ta sẽ ăn đậm một chút. Có tỉnh người ta nhạt một tí. Có tỉnh thì cần nước mắm chua. Nơi thì nước mắm ngọt. Đúng. Nhưng mà ngày hôm nay em nhớ nơi này. Yeah. Mỗi lần em về Phước Trường em sẽ cho thêm miếng đường. Dạ, yeah, miếng chanh. Miếng chanh. Miếng chanh. À, chị, cảm ơn chị nhiều lắm nha chị. Là chị đã góp ý cho em. Chị đây, ủa chị này đâu rồi? Không biết được. Em cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Em thay mặt cho nhóm đổ bánh xèo của cô Ngọc Duyên ở Long Xuyên. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Em thì Sài Gòn nhưng mà em làm chương trình cho cô ở Long Xuyên. Em làm nhiều chương trình cho con rồi. Cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ. Cắt bánh xèo đấy, cắt nặng đi cho tại dư dư đi. Dạ. Rất là nhiều quá rồi. Đó, em quay trong bánh xèo. Em đi cùng với đoàn bánh xèo. Dạ dạ. Dạ. Vài hình ảnh các Phật tử ngày hôm nay đến chùa Phước Trường
để thưởng thức bánh xèo. Thì bây giờ quý vị hãy cùng Sala mình vào bên trong. Lâu rồi Sala cũng chưa gặp lại cô Duyên, mình vào bên trong trò chuyện với cô Duyên quý vị nhé. Dạ lát con ăn. Con bây giờ con ngồi kế cô Duyên tí xíu. Đây quý vị, cuối cùng rồi Sala cũng tới gặp cô Duyên sau vài tháng không gặp cô. Đi ở ngoại ta níu con lại hoài, ta hỏi có cái bí quyết gì mà ngon quá. Rồi cô Duyên có thể chia sẻ về cái hành trình mình đổ bánh xèo ở chùa Phước Trường ngày hôm nay cô với khán giả của Sala TV không? Dạ. Kính thưa Sala TV đang quay trực tiếp cho chương trình bánh xèo của cô Ngọc Duyên. Thì hôm nay nhân duyên hôm đó cô Duyên đi chùa, cô Duyên gặp được thầy. Mà chùa này hồi nào giờ thì cô Duyên cũng chưa tới lần nào. Dạ, lần nào. Mà cô Duyên cũng không có nhớ gương mặt của thầy nữa. Mà sau thầy gọi cho cô Duyên có lưu cái số điện thoại. Thì cô Duyên đi theo cái chương trình mình tìm đường để đi thôi. Nhưng mà cuối cùng cô Duyên cũng đủ duyên tới nơi đây. Dạ. Gặp được thầy, thầy mừng dữ lắm luôn. Thì nãy giờ Sala đi vòng quanh gặp quý Phật tử, ăn quý Phật tử nói sao Sala? Dạ nói mừng ấy. Nói ngon quá, lần đầu tiên ta có hai cô nói là lần đầu tiên trong cuộc đời ăn được cái bánh xèo mà nó có cái vị như vậy. Không biết là cái người đổ á có cái bí quyết gì không, chia sẻ để người ta về người ta đổ nhà. Con nói cái này chắc con cũng không nói được. Bí quyết gì hết, nhưng mà cái tâm mình á dồn hết vô trong cái bánh xèo thì người ta dùng sẽ thấy là thưởng thức cái bánh xèo không. Đúng rồi, nói cô Duyên rồi, đúng rồi, đổ bằng cả tâm. Sắp tới thì cô Duyên có nhận chương trình ở đâu nữa không? Có, cô đi rằm cô chùa đổ ở chùa Phước Ân ở Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. Dạ, Thoại Sơn. Rồi 17 thì cô lên, 17 âm lịch tháng 10 thì cô lên tu viện Linh Thú. Thị Sơn. Ngày nào cô? 17 âm lịch. 17 âm lịch. À. 17 âm lịch, không biết con về kịp không? Nếu mà con về kịp thì con về thăm tu viện Linh Thú. Tại vì 13 là con ở Tây Ninh. Có thể là nếu mà 16 con về kịp á thì 17 con gặp lại cô nữa một lần. Tại vì lâu rồi không có về tu viện Linh Thú thăm thầy Thích Thiện Xuân. Rồi, cảm ơn cô Duyên nhiều. Lúc nào con gặp cô Duyên con cũng mong cô Duyên luôn luôn lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, khỏe mạnh để cùng với lại các cô, giống như là mình gieo duyên hoặc là nhiều các cô đi trên bước đường thiện nguyện này ha cô Duyên. Dạ, cảm ơn cô. Cô chúc cho tụi con được thành tựu. Dạ. Cầu được ước thấy như là sẽ cầu sao nguyện như ý. Dạ. Thì luôn luôn đồng hành với cô hoặc là mọi người khắp nơi để gieo duyên để cho mọi người biết tới. Dạ. Các nơi chùa của quý thầy. Dạ, như mình giúp được cho quý thầy được thêm một cánh tay để quý thầy thêm sức mạnh. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Thank you.
Con chào khán giả con cái con đang phát trực tiếp hả? Dạ chào khán giả. Cô là Phật tử ở ở chùa đúng không cô? Cô là như con cháu trong tộc họ mình cúng, mình cúng riêng là 4 mâm, mỗi một năm là 7 cái lễ dỗ, là cô đứng cô nấu cô cúng, còn thầy muốn cúng riêng cái gì thì cái phần của thầy, thầy tổ chức vậy đó, cúng rồi cô sắp xếp đồ cô cho hết. Dạ cô ở trong tộc là con vừa rồi con thấy một cái bé ngoài đó nói chùa ông Cần đúng không cô? Chùa à, chùa ông gì? Ông Cần đúng không? Không phải đúng không? Dạ. À, chùa này là kêu chùa thầy Căn. Chùa thầy Căn. Thầy Căn mà dạ. Từ xưa tới giờ là như xưa kia là ông cố á, là Hà Văn Bày là tạo lên là 1854, rồi tới ông cố chết á là mới để lại cho ông nội dạ. Thờ cúng. Rồi ông nội thờ cúng chết rồi mới để thờ cho bác hai là con trai trưởng của ông nội đó. Dạ. Là Hà Văn Xua. Dạ. Là họ Hà, chùa là chùa họ Hà. Chùa họ Hà. À, dạ. Là chồng cô này là họ Hà ông Năm. Lại đây, lại đây. Đứng tay đó. Để cho chú không, giống.
dốc dạ, ông thầy dạ. Ông thầy Căng mà vừa mất là ngay cái đám giỗ ngày nay nè, là chú là, bác ruột. Hôm nay là đám giỗ của thầy Căng. Thầy Căng dạ. Là chú bác ruột. Là chú này, là chú bác ruột. Hôm nay là giống dạ. Thầy Căng là cái hình đang thờ đó, dạ, thờ dạ, là cũng dạ. Ngoài bàn thờ tổ. Dạ, dạ, dạ. Là cho nên đó là cái này là chùa Tập Hà dạ. Là tới bác Hai Xua đó là con trai trưởng của ông nội chết rồi bắt đầu để lại cho ông thầy Căng là Thích Thiện Phước đó dạ. Là bốn đời rồi. Rồi bây giờ là con cháu là như là mất hết rồi, giờ còn ông này là chú bác ruột là bên nội đó, mới cho chú này là về cúng đám giỗ như mình lãnh cái phủ thờ vậy đó. Dạ, một dạ. Năm bảy cái lễ giỗ dạ. Còn ngoài ra thầy muốn cúng cái gì thì cúng, mình trước khi cúng thì mình cũng trình với thầy còn... Bữa nay là cúng nội ngoại vậy đó, ví dụ như ngày 16 tháng 3 là của ông cố Hà Văn Bày đó, là ngày 13 tháng 5 là của bà cố Nguyễn Thị Thích ha. Nguyễn Thị Dơn chứ, bà cố là Nguyễn Thị Dơn dạ. Rồi ngày rằm tháng 5 là của ông nội là Hà Văn Sao, là cô cúng không phải cô nhớ hết. Rồi 25 tháng 4 đó là của bác Hai là Nguyễn Văn Hà Văn Xua, là con dạ. Trai trưởng của ông dạ. Nội Hà Văn Sao đó. Rồi tới 22 tháng 5 là của bà nội là Nguyễn Thị Thích. Rồi ngày mùng 3 tháng 10 này là của ông thầy Hà Văn Căng nè dạ. Là mùng 3 tháng 10 là Hà Văn Căng. Rồi tới mùng 6 tháng 12 là của bác Hai Gái là má của thầy Căng đó, là Võ Thị Khải, là bảy đám là cô đều nhớ hết. Bảy đám cô nhớ hết. Dạ cô được cúng, là dạ. Cô cúng từ 2019 tới giờ. 2019 dạ. Dạ thầy mất rồi là như là anh em tập họ là cũng như người đi nơi nơi đó. Thầy có anh Tư thứ tư là ngày xưa anh về đây là Dương Văn Lồ, mà anh cũng đi anh giao lại cho cô cúng dạ. Cho ông này cúng nè dạ, dạ, đó là ông này là họ Hà, là cháu đưa nội Đức Tôn, cháu nội Đức Tôn chỉ còn dạ. Đó là cho cúng đó dạ. Và bây giờ anh em thì anh Lồ anh cũng chết mất rồi, giờ cũng còn ai là cũng còn nữ bên ngoại đồ thôi. Thì giờ cô nấu cô cúng vậy đó, anh em tập họ nào có về dùng thì dùng, không dùng thì cô cũng cúng bốn mâm rồi cô múc cô cho hết rồi cô sẵn cô cho dạ, cô nấu cúng cơm, nấu cơm ngày nấu hôm nay, đầy đủ hết dạ, cũng như cô chay. Cô làm 5 món 6 dạ. Món cũng cơm chay vậy đó. Rồi thầy cúng cái gì thầy cúng, rồi mình cúng xong mình cúng xuống rồi mình tự đãi tự cho gì đó, làm nữa làm cộng bằng của thầy mời ai thầy mời dạ. Rồi mình cũng mời khách của mình dập dạ. Họ anh em đồ vậy đó, ai đến thì dùng đến thì thôi, rồi mình cũng tự tại mình lãnh cái phủ thờ mà vậy đó. À, bữa nay cũng có duyên với lắm rồi gặp mấy chú của mấy cháu cũng dạ, có vui. Mấy con là đi theo đoàn của cô Ngọc Duyên đổ bánh xèo dạ. Dạ con thì ở Sài cô Gòn, cô thì ở núi Cấm á à, rồi cô mới về đây à, dạ. Cô mới về đặt về đây. Cô Duyên thì ở Long Xuyên dạ, nhưng mà rồi, cái hành trình đó, con với cô Duyên cũng gặp nhau cũng một năm thì cũng đi nhiều nơi để mà đổ bánh xèo gieo duyên vậy nè. Dạ đúng rồi. Ngày hôm nay cô Duyên cũng lần đầu tiên về đây dạ. Con cũng là người lần đầu tiên vậy đó, nên con về từ hồi sáng giờ thôi mà cô cũng nói với mấy cháu vậy dạ. Cái chùa này cũng có duyên với mấy cháu cũng đến là lần đầu tiên, thì nếu mà qua tháng năm hoặc năm tới nữa mà có duyên nữa đó thì cứ việc ngày lễ giỗ thì cứ về dạ. Trước là dùng cơm chay của chùa hay là gieo duyên với Phật tử này kia nọ, những người nào có duyên với mình vậy đó, mình làm quen dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm ừ. Con về thì con sẽ rủ theo đoàn bánh xèo về chung với con dạ. Để kè đi xuống đây xin đồ nữa thì mới cho vậy nè. Cô này là dễ thương lắm nè, nghe đó, cô nấu cơm đúng rồi con may mắn quá dạ, đúng tại rồi. Vì ừ, nãy giờ thì con đi với đồng bánh xèo thì mình đến đây thì mình chỉ xin phép thầy xin phép địa phương là chỉ quay trong bánh xèo thôi để làm kỷ niệm cho cô. Nhưng mà con thì con cũng không, con nãy giờ rất là muốn tìm hiểu về chùa lắm, nhưng mà gặp cô đây cô nói nãy giờ nó đầy đủ quá dạ. Cô tại dạ. Vì mình là con cháu gấp gác mình mới nắm rõ, còn như ví dụ như người ngoài người ta đến người ta giếng người ta dự rồi người ta đi về người ta cũng không có nắm rõ dạ. Vậy đó, cho nên là cũng có duyên lắm, bữa nay mới gặp mấy cháu hen. Ngày hôm nay con cũng thứ nhất là lần đầu về chùa à. Lần đầu gặp cô và đặc biệt hơn là lần đầu con like ở trên kênh TikTok của con dạ. Trước đây con làm bên mảng khác, con không có trên TikTok, nhưng mà lần đầu tiên con phát trực tiếp như vậy, vậy mà may mắn hơn là lần đầu con và cô đứng đây rồi nói chuyện với khán giả à, bao nhiêu khán giả đang xem anh Bảo à, 100 mấy anh Bảo, 102 người đang coi cô cháu mình đang nói chuyện. Cô có ở núi Cấm này cô mới về đây
tại vì ở chổng là cô giao cho con cô làm rồi. Dạ. Như củ quyền ông bà là chị em của họ đó chọn mình về giữ củ thờ, tại vì anh em cũng mất hết rồi. Dạ. À, cho nên là cô cái dựa mang tư ân là ở trong núi Cấm đó là nhà của cô chổng á, rồi cô giao cho con cô làm rồi cô về đây cô ở cúng ông bà là từ hồi 2019 tới giờ. Dựa măng. Dạ, dựa măng ăn chắc con biết chỗ đó mà. Con thấy ở trên núi Cấm ta bán măng nhiều lắm. Ờ đúng rồi đó. Mà dạ. Cái dựa con ngoài là đi vô là đụng trước mới vô mấy cái dựa trong. Dạ. Đầu tiên là đụng cái dựa con trước. Vậy nếu con có đi núi Cấm cho con ghé dựa măng. Đó. Con review. Đó, đúng dạ. Con tôi cho vậy. Dạ. Tư ăn. Tư ăn. Vô gặp cái bản chào bá rồi đó. Là mấy bên phải nè. Vậy dạ. con nói là cô nào? Cô tên gì không? Tư ăn. Nói ở đó là cô Tư ăn là biết, tại vì cái tên của cô với chú là ráp lại thành cái tên dựa luôn. À vậy. Chơi tình cô tình chú. Cái kênh này lại cho con, cô coi là nó biết là. Dạ dạ dạ. Con dạ. Có ra ngoài đây. Con đi giếng rồi, con gieo giếng ngoài này. Vậy đó là con rồi, biết. Dạ dạ dạ. Một dạ. Chút thì chú cũng về chổng nè. Dạ dạ. Vậy là con có đi núi Cấm rồi con làm chương trình núi Cấm xong rồi con ghé thăm giữa măng tư ăn. Dạ. Mà cô nói nghe đừng buồn nha, cô không biết xài cái điện thoại thông minh. Không sao. Cô dạ. Chỉ biết xài cái này không à nè. Đó là cô không biết cái gì hết, cô chỉ biết nghe biết bấm thôi. Con ước gì con có thể bỏ cái điện thoại thông minh và xài lại cái điện thoại giống của cô này. Tự nhiên cái biết bao nhiêu ưu phiền á nó bỏ được hết rồi. Còn cái điện thoại thông minh á xài á nó phiền não lắm. Đâu có một cái trend đó là mình phiền não vì những chuyện không đâu vào đâu, những chuyện của người ta. Nhiều khi mình coi mình cũng thấy ưu phiền. Ước gì xài lại giống như cô bây giờ. Cô với chú là không biết luôn. Chú dạ. Thì ai điện lại thì biết nghe. Còn bà mà tắt rồi là bấm lại không biết bấm, đứng đó chờ hoài, chừng nào ai điện lại nữa thì nghe. Cho nên mới đi được, chứ nếu mà nó nhiều chuyện quá không đi được. Dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều. Thôi cô làm công chuyện tiếp nha cô. Dạ, rồi mấy chú có dụng con, gì không? Có dụng dạ, gì không? Con tặng. Dạ có rồi, cô để đồ tương cho bà con ở đây đi. Con có bánh xèo của cô Duyên. Tại dạ, con làm tới 5 món là dạ. Sao cũng như là bây giờ là cúng rồi cái tập họ ai về thì dùng, còn không về thì cô sắp xếp cô cho hết sớm ghiền hết. Dạ. Vậy đó, rồi Phật tử nào nãy có xuống đây xin thì cô cũng cho. Dạ. Xin chào. Chào khán giả. Khán giả. Dạ. Chào cô. Rồi thầy coi là... ông này là dạ. Thầy Căn đó, chú quay đi ra cái hình mà ngồi ngay bàn ở trong bàn tổ. Dạ. Dạ. Còn cái bàn thờ ở ngoài là bàn thờ cũng quyền nha. Có bông rồi đó. Là bàn thờ của quyền. Dạ. Có lên chảnh quay bàn thờ của quyền chứ. Có hình, có bông đồ đó, hai bên cái bông gì? Bông ly. Hai bình bông ly là bàn dạ. Thờ của quyền. Dạ. Thầy được của cô hồi xưa tới giờ đó. Tạo ở chùa này ra đó. Tạo dạ. Chùa này ra đó là ông Hà Văn Bày. Dạ. Là kế là ông nội là Hà Văn Sao. Là kế bắt hai chữ là Hà Văn Xua. Là kế nữa là bốn đời là tới đời thầy Căn là Hà Văn Căn là thích tượng nước. Là dạ. Ngay ngày nay là ngày đám giỗ của thầy nè. Thầy mất là cái hình đó hình chủ trì đó rồi mới tại giờ xưa là mình vô giáo hội thầy vô giáo hội đó thành ra mới đổi thầy quan này về dạ đó thành ra thầy cũng nhớ cái ngày của thầy Căn mà thầy làm cái lễ hoành tráng như vậy là nói chung là cũng tốt ha cũng có duyên còn cái phần của cô cúng là cô cúng là bình thường tại vì một năm là 7 cái lễ giỗ dạ rồi cho nên mình cúng bình thường à, thầy muốn cúng cái gì thêm thì thầy cúng vậy đó cũng như mình nhớ ông bà mình vậy đó mình tưởng niệm ông bà mình vậy đó dạ như con cháu ở trong nhà thì cúng ông bà mình hưởng người ngoài cúng người ta hưởng được cũng như gia đình con thôi phải không dạ đúng rồi ví dụ như cha mẹ ông bà thì con cúng thì ông bà ăn còn người khác là mày thợ tao mà mày không cúng người khác cúng tao đâu ăn được à, đúng rồi tao con đi chơi chỗ khác dạ thấy người lại cúng đâu biết ai đâu dám vô ăn vô ăn thì mày ta đuổi mất tử dạ đúng rồi con cảm ơn cô nhiều lắm dạ bữa nay quá trời vui luôn rồi cảm ơn chú nhiều rồi, con sẽ về núi Cấm vui luôn. Con làm chương trình con là làm chương trình núi Cấm rất rất nhiều con làm 4 năm rồi dạ. Con quay rất là nhiều cái chương trình núi Cấm dạ. Nhưng mà con chưa bao giờ đến một cái cơ sở nào để mà giới vậy thiệu trên núi Cấm có những cơ sở nhà nghỉ dịch vụ phòng lưu trú người ta cũng mời con nhưng mà nhiều khi con cũng chưa trải nghiệm được cái chất lượng ở đó nhưng con mà ngày hôm nay vậy đó, con.
con gặp cô ở đây thì với chùa thấy duyên rất là nhiều. Cho con cô làm rồi. Dạ. Cô bệnh cô không làm nổi nữa. Cô bệnh rất là nhiều. Là bệnh nền đó, đủ bệnh hết trơn á. Một tháng vậy là đi lãnh bệnh viện tim mạch uống một lần. Rồi hàng ngày mà miễn có bệnh gì thêm thì mình uống thuốc thêm nữa. Dạ. Con tôi nó tiếc hết trơn à. Tại vì Đài Vĩnh Long hay là quay những cái chuyện mua bán hàng ăn của mình đó, đã người ta cũng lên ta là tấm như người ta nêu cái tấm gương đó lên. Dạ. cho nhiều người người ta noi theo. Ừ. Giống như ngày hôm nay con đến đây con quay chương trình cho cô Duyên. Dạ. Là mục đích là để mình đưa lên thì nhiều người người ta thấy, có những người người ta muốn từ thiện nhưng mà người ta không biết bắt đầu từ đâu. Dạ, thì nhờ những chương trình của mình bắt đầu người ta thấy à mình nên đi theo cái hướng này hướng này nè, cái đời ta làm theo, giống như chương trình của Vĩnh Long để quay chương trình của nhà cô vậy đó. Dạ. Để giờ tấm gương giống như người tốt việc tốt chẳng hạn. Dạ. 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 Con tôi nó cũng tiếp xúc hết trơn à, ai lại quay nó cũng tiếp xúc hết á. Dạ. Nó không có kỵ cái gì hết trơn á, tại cái chuyện mình mua bán bằng ăn mà, ai muốn. Dạ. quay chứ mình đâu cấm ta được. Dạ. Cảm ơn cô nhiều ha. Dạ. Bây giờ con quảng cáo lên cho mình luôn chứ có gì đâu. Chỗ buôn đó là một cái đó là quan trọng, là mình cho người ta thấy được cái cách của mình làm ăn, cái cách của mình từ thiện thiện nguyện như thế nào, cái từ đó cái người ta sẽ bước theo, người ta noi theo cho xã hội tốt đẹp hơn chú nha. Cảm ơn chú nhiều. Chúc ngày càng được nhiều clip nha. Dạ dạ đúng rồi, con hôm nay con có chương trình live này rồi con gặp các cô chú rồi con hạnh phúc quá rồi, không có gì bằng. Dạ, đúng.